tắt đèn. Tốt giờ đi. Cô ba tăng rồi á? Ảnh của ông đấy, tôi qua hết này. Ảnh của tôi qua hết tất cả. Kìa, xấu quá. Nhìn của mình xấu á, không lên. Không cho lên. Thì cho tăng lên. Hả? Nó đang đầy cho xấu. Thấy nhá. Tôi chọn rồi, chọn lọc rồi. Chọn lọc chưa? Em chỉ chọn mới là của ông đẹp hơn nhỉ. Tôi kệ em đi. Dạ, dạ của tôi không thèm. Ông cứ đừng làm gì. Đâu, ra đây đâu. Đâu vì tí nữa. Đấy là cái mức phụ nguyên ấy, phụ nguyên ấy. Bồi bò to nhờ. Hả? Bò to. Dạ đã mặc rồi nha. Ông đang bức ảnh lắm, nè. Vỡ thì ông làm sao đấy? Đây, đấy. Ông zoom lên nó lại chặt vỡ. Tôi zoom trong, ông ngủ rồi nhá. Không vỡ. Tôi không vỡ. Gửi cho ông lên mới vỡ. Qua vỡ gì đâu? Facebook giảm cái Zalo HD nó vẫn giảm. Đây. Thế mình phải qua trực tiếp à? Mail. Mail nó không giảm á? Thế gửi đến đây đấy. Thế điều nó khác đây mà. Để tôi đăng. Đăng nào tôi cũng phải cho vào album thôi mà. Ông cứ đăng của ông cứ đăng. Đăng là chị người yêu. Bạn là chị người yêu. Em đã được học từ đã đấy và kia phịch nhau đang đi học phịch nhau để tôi đang đi học chị Hoàng đang đi học phịch nhau đây à kia là một mấy con nhau ấy đang đứa nó giảm đi à thế bây giờ mình biết bình thường cho toàn người qua Facebook đây là gì Hoàng HVNH nó hát là một cái dạng này là dạng của bộ và gì nữa bộ mail rồi đấy của tôi giống không mà đây dạng này à chọn cái một đấy không chọn được hết à nó mới chọn nó ra chọn được hết mà ông phải tải xong cái này rồi ông mới chọn được rồi đây mình đây cái một thế này nhưng nó có nhắn cùng vào một hai ở đây bé nó nhìn béo hết nhỉ? Của em cũng mà không biết tìm ảnh đâu nữa. Sao nó chụp ảnh Hoàng ấy nhỉ? Mấy đứa kia ra mà mấy đứa kia mình biết nó sẽ tiếp theo nào.
Ông chưa bao giờ với email cho tôi qua điện thoại, cũng không bao giờ tìm hiểu. Tương phản á. Bọn này bọn mắt mắt này thì ở cùng quê này mới nhiều đấy. Như cho từng có những phút lịch sử nghĩa ông ngăn tôi nhờ này thời trang Ami biết như là tôi biết cái trang trang của em nó sập rồi nó nhiều với đại mà đấy theo lại, nó nhiều ấy lắm. Lại tôi lên xem nhiều áo bò đẹp cực. Nó phải. Tại nó nhiều trang mình cứ biết là trang nào. Thời trang biết thì cắt của bố nhờ biết. Lai bắt. Em không biết tìm. Bất tìm cũng chán. Nó không cắt. Mình cắt. Cực lại bìa. Nhưng mà mình tải về thì nó lại giảm đi à? Chưa được một mê thì cao kém nhỉ? Có tôi tưởng toàn cái gì mê giữa nhau rồi. Đúng rồi, nếu tải lên mê thì phát gì đâu nhỉ? Thank you.
quen. Ờ, con áo xanh quen mà. Con mi kia sao mình cứ quen rồi, con hơi quẩy mình về kia đấy. Nó quen nó gọi là mi à? Chào cô bạn ấy. Ami đi. Cái Ami đi nhỉ. Biết được. Ông ấy ông thế nào? Tôi biết. Ờ, mạng 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 là đéo được. Thôi con này. Chắc nó không đặt tên là Mi đâu. Thôi cho Mi đây. Thì cô ba mà chị đang ảnh gì việc gì không ạ? Mi mặc lại như thế nào? Mẹ già về không mệt lứa rồi. Mặc lại như thế nào? Ai biết được. Lấy nó đánh phấn hoa ra phấn hoa ăn gì vậy? Ô, con này bóng kia. Bóng gì? Chín chưa? Chín gì? Bù. Chín ngay đi mà. Ngay thứ 7 mà. Không có điện thoại nha. Lỡ ngoài cứ nói giống là đầu mình đã đưa một tí thôi. Ghê vãi. Hay lắm. Chụp chập đâu rồi? Chụp đâu rồi? Giúp mày tí nhá. Giúp là lập lên. Một mạng rồi. Hoàng đây. Chứ mình chắc lúc ấy thằng bé đầu chưa lại số mình bảo không kéo chậm đâu là mình quay lại giúp mình cái. Thằng lát được không? Mạng là chỉ có mạng rồi. Đi sầm điện là sao có mạng luôn được. Wow. Ngồi đi được lập đi cho trang là được. Nghĩa đi. Ba môn đều được 10 về á. Được. Môn gì? Được cái nóng ra ấy. À, định cái xin 10 gì? Chưa có à? Wow.